Kính thưa quý khán giả, để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, bên cạnh việc chú trọng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực, tỉnh Bình Dương cũng luôn đề cao những đóng góp không nhỏ của công nghiệp nông thôn. Chính vì thế, trong thời gian vừa qua, tỉnh Bình Dương luôn củng cố và đẩy mạnh triển khai các chương trình khuyến công nhằm giúp các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện chất lượng nguồn lao động, nâng cao trình độ quản lý, đổi mới thiết bị công nghệ. Sau khi được đầu tư, những đề án này đã giúp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Và phóng sự sau đây sẽ phần nào làm rõ vấn đề này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong bối cảnh kinh doanh hiện tại, doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển, cần phải đầu tư thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra năng suất cao, sản phẩm có giá thành phù hợp. Đây là bài toán không dễ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, với nguồn vốn có hạn, khả năng gieo vốn ưu đãi khó khả thi. Xuất phát từ thực tế này, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, ngành công thương tỉnh Bình Dương đã đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất. Thông qua hoạt động này, năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp nhận hỗ trợ có những chuyển biến tích cực, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Với sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ ngày càng mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay là tiền đề quan trọng cho ngành đúc kim loại phát triển mạnh. Nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu của thị trường, công ty cơ khí Kim Chung đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại nhằm đáp ứng ngày càng cao của thị trường trong lĩnh vực đúc kim loại. Và nhóm máy phay CNC Makino FNC 106A20, máy tiện CNC Okuma LB15 chính là nỗ lực của đơn vị nhằm tăng công suất sản xuất lên gấp 2 lần để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng chất lượng sản phẩm, giảm nặng nhọc cho lao động chân tay, đảm bảo an toàn trong môi trường sản xuất. Với máy phay CNC Makino FNC 106A20 được lập trình 3D trên máy tính, thay dao tự động. Khi làm chi tiết có thể gá một lần được nhiều sản phẩm. Sau khi đầu tư máy phay CNC, nhân lực chỉ cần một người vận hành máy, không thao tác thủ công, chỉ lập trình trên máy và máy chạy tạo ra sản phẩm hàng loạt. Công nhân không yêu cầu tay nghề thợ bậc cao, chỉ cần được hướng dẫn vận hành máy móc. Ngoài ra, máy còn dùng để gia công toàn bộ khuôn mẫu cho công ty. Sản phẩm sau khi chạy máy đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật. Bên cạnh đó, máy tiện CNC Okuma LB15 cũng tự động thay dao. Chương trình gia công được lập trình sẵn, công nhân chỉ gá đặt chi tiết và bấm máy. Chính vì thế, sau khi đầu tư, sản phẩm sản xuất ra có độ chính xác cao, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Nhật Bản. Việc đầu tư nhóm máy móc mới đã giúp đơn vị tăng công suất sản xuất từ 300 tấn một năm lên 600 tấn một năm. Và nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng cho công ty cơ khí Kim Chung đã cho thấy chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương được thực hiện xuyên suốt và mang lại hiệu quả tích cực. Sau cái đợt dịch Covid ấy, thì công ty cũng khá khó khăn, rất là khá khó khăn bởi vì là 8 tháng trời là cái số lượng công nhân ấy, đi làm nó giảm đi. Thế rồi vì công nhân giảm đi cho nên là cái sản lượng nó giảm xuống. Thế sau Covid là phải làm bù cho khách hàng và đi 40 tấn hàng bằng máy bay. Cho nên là công ty coi như là gần như là không còn cái vốn để mà sản xuất nữa. Thế nhưng mà cái việc làm thì vẫn cứ phải làm. Cho nên là cái dự án hỗ trợ thì nó rất là kịp thời để cho công ty vẫn cứ tiếp tục mà tăng cường được sản xuất. Cái xu hướng ấy thì doanh nghiệp muốn đầu tư thêm nữa để mà giảm cái lao động chân tay, tăng cường cái tự động hóa để giảm cái số lượng công nhân và giảm sự vất vả của công nhân. Thế thì định hướng là doanh nghiệp sẽ đẩy cái năng suất tăng lên. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng của đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Lê Ngọc mạnh dạn đầu tư trang bị máy mới với công nghệ tiên tiến sử dụng ở công đoạn chiết rót, gồm hệ thống chiết rót chai 3-1 giúp giảm được công đoạn xuất chai bằng thủ công, tiết kiệm sức lao động nhân công và công suất chiết rót nhanh hơn, tăng năng suất từ 500 chai một giờ lên 3.000 chai một giờ.
hệ thống chiết rót bình 21 lít, giảm thời gian đóng nắp của nhân viên và tăng công suất từ 70 bình một giờ lên 120 bình một giờ, và giảm công đoạn sấy bình bằng máy nhiệt, góp phần giảm chi phí, tăng sản lượng, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, giúp công ty rút ngắn thời gian thu hồi vốn và góp phần bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp cũng như môi trường xung quanh. Đặc biệt, việc đầu tư máy móc thiết bị mới trong sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai góp phần tăng nguồn doanh thu cho đơn vị, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho địa phương. Cái dây chuyền cũ á, thì công suất nó rất là thấp, một tiếng đồng hồ như vậy nó tầm khoảng 120 bình, nên em mới đầu tư cái hệ thống mới và nâng công suất lên được 400 bình một giờ, để đáp ứng nhu cầu cái thị trường hiện tại và cái phát triển trong tương lai. Phần năng suất á, thì nó tăng, cái công suất nó tăng lên được, về cái chiết rót bình á, thì tăng lên được từ 120 bình lên 400 bình. Còn chiết rót chai thì hồi thủ công á, thì lúc đó một giờ như vậy nó tầm khoảng 600 chai thôi, nhưng mà bây giờ hiện tại một giờ như vậy được 5.000 chai. Đối với doanh nghiệp nhỏ thì cái số vốn hỗ trợ như vậy rất là quý. Tại vì em cũng ấp ủ cái hệ thống này rất là lâu rồi, nhưng mà kinh phí nó không cho phép, nó nhiều tiền quá. Nên nó bây giờ được sự hỗ trợ đây thì em quyết định em đầu tư luôn. Với tổng mức đầu tư của đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất gia công chế biến gỗ là 810 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 300 triệu đồng, chính là động lực quan trọng giúp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây Group đầu tư cụm máy móc gồm máy cưa CNC, máy khoan ngang lỗ bên, máy dán biên tự động do Trung Quốc sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng tính đồng đều và đa dạng trong sản phẩm. Sau khi đầu tư cụm máy móc thiết bị mới, sẽ giúp đơn vị khai thác thêm một thị trường mới, đó là sản xuất đồ gỗ nội thất phục vụ cho thị trường trong nước. Đặc biệt, với ưu điểm của các máy CNC còn giúp đơn vị tận dụng tối đa nguyên liệu dư thừa để sản xuất những sản phẩm nhỏ gọn hoặc những hoa văn họa tiết, tạo thêm nguồn thu nhập cho người lao động. Lúc này là cái lúc mà khó khăn sau mùa dịch. Công ty bắt đầu chuyển những cái định hướng mới, trong đó có phần mà thị trường trong nước. Với cái mục tiêu này thì ngay lập tức được Sở Công Thương hỗ trợ, thì chúng tôi đã có được những cái điều kiện thuận lợi để mạnh dạn đầu tư vào những cái máy móc thiết bị tự động này. Và trong những cái máy móc thiết bị này thì nó đã giúp cho chúng ta mạnh dạn hơn trong cái vấn đề mà phát triển một cái thị trường mới, nhằm nâng cao được cái doanh thu, cải thiện được cái đời sống của công nhân. Máy móc tự động nó sẽ làm cho những cái sản phẩm của chúng ta được nhanh hơn, cùng một cái thời gian đó thì những cái sản phẩm sẽ làm ra được nhiều hơn, đặc biệt là cái độ chính xác của máy CNC thì như chúng ta đã biết, cái độ chính xác của nó gần như là tuyệt đối, và từ những cái độ chính xác đó thì sản phẩm của chúng ta sẽ đẹp hơn và sẽ thu hút được cái khách hàng tốt hơn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 170 triệu đồng từ đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến cà phê, đã giúp cơ sở chế biến cà phê Trương Nguyễn có thêm điều kiện đầu tư hệ thống rang cà phê tiên tiến hiện đại, dẫn hành tự động trị giá gần 350 triệu đồng. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển của cơ sở. Trước đây, khi chưa đầu tư hệ thống trên các công đoạn này, được từ 4 đến 6 công nhân thực hiện thủ công bằng máy móc, thiết bị thô sơ, dẫn đến sản phẩm chất lượng không đồng đều, đôi khi còn lẫn tạp chất hoặc khét hư do chỉnh nhiệt độ và thời gian rang không chuẩn. Sau khi đầu tư hệ thống chế biến rang xay cà phê, các công đoạn này được thực hiện hoàn toàn tự động, chỉ cần 2 công nhân vận hành điều khiển qua bảng điện tử, đồng thời đóng gói xếp sản phẩm vào thùng, năng suất chất lượng tăng, đồng thời chi phí thuê mướn giảm đi một nửa. Quan trọng hơn hết là chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng cao, bởi hệ thống máy móc thiết bị chuyên dùng trong chế biến cà phê giúp các công đoạn rang xay được thực hiện hoàn toàn tự động, khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm đạt chất lượng đồng đều. Máy móc cũ thì công suất nhỏ và phải tốn nhân lực để vận hành máy. Còn máy tự động thì mình chỉ việc vận hành đơn giản hơn, ai cũng có thể sử dụng được. Và chỉ với một thao tác, một nút bấm thôi là mình có thể rang cà phê
Và cơ sở chúng em thì sẽ có nhiều thời gian hơn để làm một vài cái hoạt động khác. Việc lắp đặt cái máy rang tự động này giúp cho cái năng suất cà phê tăng gấp 7 lần so với máy cũ và góp phần kiểm soát được cái chất lượng cà phê nó ổn định hơn. Và qua đó giúp cho cơ sở có nhiều thời gian để phát triển cái thị trường phân phối ra nhiều tỉnh thành hơn. Thực tế cho thấy nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa được tạo điều kiện thuận lợi bằng những chính sách đồng bộ và giải pháp thiết thực mang tính lâu dài sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển. Chính vì thế, trong giai đoạn sắp tới, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiều hơn nữa để đổi mới thiết bị, máy móc công nghệ, giúp doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhằm góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương và cả nước. Kính thưa quý khán giả, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Truyền hình Bình Dương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.